thư của Gia Cơ. Chương 1. Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỏi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Chương 2. Hỏi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo? Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng như Kinh Thánh rằng hãy yêu người lân cận như mình,
thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội. Luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhưng đó, anh em biết, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Chương 3. Hỏi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỏi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra.
Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Chương 4. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta há mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chương 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa.
Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.